Vâng, ngày hôm qua là có cái trận mưa khủng khiếp luôn. Đây, chúng ta nhìn này. Đấy, cái xe rùa này mà gần đầy. Nếu mà nó chưa gần đầy, nó chỉ thiếu độ khoảng tí thôi, nó cũng chưa tràn. Đấy, chúng ta nhìn thấy lượng mưa rất ác. Về cái mưa đột ngột quá. Hôm nay có một số hôm là đêm hôm qua là tầm 2 giờ đêm tôi phải đi. Đây là cái cây đu đủ trồng nó nổi quá, nó bị đổ cái hòm kia. Giờ cho các bạn xem. Đây, cái hòm này, cây đu đủ này bị đổ nhá. Này, quả rất sai, to. Đây, chúng ta nhìn. Đàn ông này nó đổ nghiêng đi tí ra tôi phải xếp cầu lại. Ông thay được cầu rất mập và to. Nay trời nó cũng ấm ấm rồi. Có ông mà giữ đông nhá, nhận rất đẹp. Để mùa này chúng ta các bạn nhớ là phòng phát hiện và phòng chống cho nó kịp thời. Đấy. Ông rất đẹp. Cái bánh tầng của tôi cũng rất rộng đấy. Như cái tầng này là nó là ba, tôi cắt 3 4 5. Của nhà là nó có rộng hơn, nhưng mà cái tầng mà dài 34 giờ thì nó cũng phải rơi vào cái chỗ khoảng tầm 8.000 đấy, qua rộng mà. Đây, cầu này thì xây đợt vừa rồi đấy, tổng lực đây xây để chuẩn bị nay mai đi vải. Còn cái thước thì chúng ta cứ cầm như này, chúng ta xoay xoáy này là ông nó bật vào trong. Hòm là nó phải dưới đáy nó phải có ít bẩn, thì có ít sáp này thì sâu vào là nó sẽ ấy, nó sẽ đè vào đấy. Quan sát chưa nhìn thấy ông chúa rồi cả. Đây, trứng động đẻ tràn khắp khắp cả rồi. Đây, phấn là tương đối đầy đủ. Tương đối đầy đủ, cho ăn vít nắp luôn, cho ăn đến thế này là cầm chừng. Đấy, cho ăn cầm chừng nhé. Đây, chúng ta nhìn rộng cái này là cái tầng này nó sáng thì nó cũng không được, muốn xem quay ấy thì phải chống chống dựng lên này, cái này lên nó đỡ. Giờ tôi quay cho rất chi tiết. Đấy, chúng ta nhìn trứng đấy, con ấu trùng này đấy, ấu trùng mà nó cứ lên đều thế này là ok. Thế mà lượng phấn thì chúng ta phải nhìn nó ướt nước nhá, nó phải ướt nước thế này này. Đấy, nó phải ướt, nó phải bóng bóng thế này. Đấy, chúng ta phải tưới liên tục. Đấy, mùa này là nuôi ong mà đã gọi là nuôi ong nuôi quần dịnh thế thôi. Chúng ta phải chăm. Đàn ong rất đẹp. Ông giờ đang bài tiết rất mạnh. Giờ nó tầm 1 giờ nay bắt đầu nó hảnh. Ông bắt đầu đi bài tiết.
xoay tay mèo búa nó xua được cả. Ta nhìn này, cái lượng nhộng và lượng trùng như này là không bệnh. Mà các bạn muốn viện cầu viện trùng thì tốt nhất là phải tìm. Và đây con ong chúa đây. Tôi đây cho các bạn xem. Chúa chúng ta để xem cẩn thận, không là nó sẽ rơi ra ngoài, rất nguy hiểm. Mùa này chúng ta không được ong đây đang cắn nắp này. Ông thợ đang cắn nắp chuẩn bị ra. Đây quả trứng này. Đây kia là con ấu trùng. Rất đẹp nhỉ. Bị xô đâm ra nó. Chúng ta nhìn con ấu trùng này này. Đấy. Con ấu trùng nó cứ phải trắng bóng như thế nhá. Trắng bóng như thế mà nó to vật vã. Quay cho các bạn phấn là từ giờ đến cái lúc đi về là tương đối đầy đủ này, không lo gì phấn nữa. Ong này là rất ổn định. Chúng ta phải giữ cầu quân đông cho ăn uống đầy đủ. Mùa mật nhãn thì nó cũng gần đến rồi. Vải chủ yếu là vải trước ấy. Còn nhãn thì tôi ở dưới quê cũng chưa phát hiện được mấy. Mưa là nó đổ siêu cả cái hòm này đi. Đấy, đóng cọc rồi cũng rất nguy hiểm. Không ngờ đêm hôm qua là nó có trận mưa rất to. Và ong bay đi lấy phấn về rất nhiều nhé. Đấy, chúng ta nhìn này. Ong lấy phấn về rất nhiều. Hòm này thì chúng ta sẽ bớt cửa lại. 10 con đi lấy phấn về cả 10. Đây là phấn cúc, 2 con phấn cúc. Đấy, con này đi lấy phấn ngô. Cũng có một số ngô giờ bắt đầu nở. Đấy, trận mưa thì nó cũng có tác hại tí nhưng mà đây đàn này. Từ một cầu xong là viện cho một cầu nhộng. Giờ nó lên thế này. Đấy. Chưa được đông quân lắm đâu. Các bạn xem. Đàn này là đến lúc vải là lên 4. Chúng ta phải đặt thước nhá. Không ong đông là nó xây lồm hổm tai mèo cả. Đang nở này. Nếu mặt dưới kia quay thế này là các bạn sẽ nhìn sơ sơ đánh giá được. Này
đa nghi một tí. Tôi cũng phải nhấc lên để xem nó có dính túi nhỏ không. Nghe cái lượng giọng nó ít lắm. Ấu trùng này, này giờ nó mới nở loạt thứ nhất. Nói chung như thế này chúng ta nhìn trứng trùng nhộng rất đều đấy. Ấu trùng to mà cứ sáng bóng thế này. Đây như chỗ này không sợ. Chúng ta chú ý về những cái đàn. Giờ đi thăm cái đàn nào một cầu cho xây xem hôm nay nó đã lên trùng lên nhộng chưa. Đây là cái đàn một cầu. Ông chúa đẻ cái là đi phối về đẻ cái là cho xây luôn. Cho xây luôn. Cầu nhộng kia thì thôi tôi không nhắc nữa. Đấy, tương đối rồi. Thì chúng ta xem bên đây. Nhộng lên rất đẹp. Tình trạng thế này mà chúng ta mà mưa dầm gió bấc nhờ mà cái lượng nhộng thế này đấy mà chúng ta không cho ăn kích thích thêm ấy là ở cái tuổi này là ong hay bị bệnh tuổi nhỏ đấy, chúng ta đặc biệt chú ý. Còn trên các video của tôi đấy thì bạn nào muốn theo dõi kỹ đấy thì theo dõi từ đầu video đến cuối video nhé. Ủ ấm thì ong nó đẻ xuống tận dưới chân này. Xuống tận dưới chân này. Nếu mà không ủ ấm mà quân thưa thưa tí là thôi rồi. Lượm ơi. Ong chỉ đẻ tí. Nhớ là phải ủ ấm cho đàn ong. Tôi ủ ấm bằng giấy bóng này là nó cũng rơi vào cỡ khoảng 15 năm rồi đấy. Cứ bảo nó ẩm ướt thì nọ kia ẩm ướt hay không là do mình. Chúng ta cứ phải khoan ít lỗ ở đây. Khoan ít lỗ ở dưới này, hai lỗ. Hai lỗ mà cái góc này đấy, cái góc này này chúng ta xiên cho hai lỗ cho hơi nước phóng bật đi, nó có hơi nó thoát ra đấy. Không là nó cứ ngưng ở bên trên. Thôi video hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.